Vào đây nhá. Vâng, xin chào mừng tất cả mọi người. Hiện tại thì tôi đang có mặt tại đơn vị đó là xóm Thành Vinh 2, Nghi Lộc, Nghi Quang, Nghệ An. Đây là một mô hình tiệm giặt giấy công nghiệp mà mình có set up cách đây được 1 năm rồi. Thì hôm nay mình có về bảo trì thiết bị và qua đây thì muốn chia sẻ tới mọi người cùng tham khảo một cái mô hình tại đây nhá. Mời mọi người cùng đi vào bên trong để tham khảo xem là hệ thống mô hình sau 1 năm hoạt động thì có đông khách hay không. Ở đây thì anh chị đang là kinh doanh thêm về cái mặt hàng đó là đồ gỗ nội thất này, kết hợp có bán về chăn ga, mành rèm. Vậy thì nếu như mà anh chị đang là kinh doanh những cái mặt hàng như là cửa hàng tạp hóa hoặc là những mô hình kinh doanh khác rồi, vậy thì nó là những cái lợi thế để anh chị có thể phát triển và kinh doanh kèm theo một cái mô hình tiệm giặt giấy công nghiệp nó rất là hiệu quả anh chị nhá. Lý do đó là trong quá trình kinh doanh thì mọi người cũng đã biết đến tiệm nhà mình rồi. Vậy thì khi anh chị có thêm một cái mô hình dịch vụ giặt là chẳng hạn, nó liên quan chính đến cái nhu cầu và cái thị trường thì mọi nhà đều có nhu cầu. Chính vì thế cho nên là với cái nghề giặt là kết hợp với những mô hình kinh doanh, nó đang là một trong những cái mô hình mà rất là phù hợp để anh chị có thể phát triển, tăng thêm cái mức doanh thu và tạo thêm cho mình những cái nguồn thu và cái mô hình kinh doanh hiệu quả anh chị nhá. Ở đây rất là nhiều những cái lượng chăn ga gối anh chị cũng đã giặt rồi anh chị nhá. Đây này, đây là những cái thành phẩm sau khi mà đã giặt xong mọi người. Đấy, được đóng gói rất là cẩn thận và chắc chắn. Đấy, chăn ga gối đệm này, mảnh rèm rất là nhiều luôn. Và trong này cũng rất là nhiều hàng này. Đây, lượng hàng có khả năng là giặt từ ngày hôm qua rồi. Đây mọi người này, đây một ngày giặt khá là nhiều đồ. Đây nữa, rất là nhiều đồ luôn anh chị nhá. Đấy, và kết hợp những cái mô hình kinh doanh kèm theo thì với cái nghề giặt giấy công nghiệp này thì đầu tư với số vốn tầm khoảng từ 200 triệu cho đến 300 triệu là anh chị đã có một cái mô hình tiệm giặt giấy công nghiệp tương tự như thế này. Đây là dòng sản phẩm hàng nội địa Trung Quốc nhập khẩu nguyên chiếc anh chị nhé. Cách đây 1 năm thì mình có tư vấn và khảo sát thị trường tại đây. Vậy thì liên quan đến vấn đề mà lựa chọn về thiết bị đầu tư, lựa chọn những cái dòng máy giải công suất phù hợp với khu vực. Vậy thì em có tư vấn anh cái lựa chọn máy giặt 20 cân và kết hợp với một con sấy 28 kg. Và hiện tại thì anh làm được là 1 năm tròn. Và tới thời điểm này thì với cái lượng hàng và lượng người dân có nhu cầu sử dụng về dịch vụ giặt là với dòng máy giặt 20 cân này thì anh chị đang làm là hiện tại đang là quá công suất anh chị nhá. Đó. Vậy thì nếu như anh chị quan tâm tìm hiểu đến một mô hình tiệm giặt giấy công nghiệp thì anh chị cần phải tính toán đến phương án đó là công suất dư ra một chút. Bởi chúng ta làm khi mà cái thị trường mà chúng ta phát triển được thì như thị trường tại nhà anh chị đây thì với công suất này nó đang là nỡ. Đấy, vậy thì chúng ta nên tính toán cân đối để lựa chọn những cái dòng máy với công suất đảm bảo duy trì trong vòng tầm 2-3 năm hoặc 3-4 năm cái lượng hàng nhiều và mình vẫn có thể đáp ứng được. Thì với một cặp hệ thống giặt giấy công nghiệp như này thì một ngày hoàn toàn có thể xử lý được tầm khoảng từ 40 cho đến tầm khoảng 50 chăn anh chị nhé. Đấy, và đối với quần áo thì có thể xử lý được tầm khoảng là 2 tạ đến 2 tạ rưỡi đồ. Đấy, vậy thì cơ bản một cái mô hình tiệm giặt giấy công nghiệp đầu tư tại những vùng quê, vùng nông thôn thì sẽ bao gồm đó là một máy giặt ướt kết hợp với một thiết bị máy sấy khô để phục vụ đó là trong những cái thời tiết mưa lồm như ngày hôm nay thì mọi người có nhu cầu giặt sấy lấy ngay trong ngày thì hoàn toàn có thể đáp ứng được cái nhu cầu. Đấy, và ở đằng sau này đó là cái không gian dàn phơi mọi người có thể tham khảo này. Đây, ở trong này thì anh chị có kết hợp phơi ở trong lán. Những cái thời tiết mà mưa nồm như thế này thì có thể phơi trong này để hong ra. Còn nếu như ngày nắng thì có thể tận dụng để phơi ra ngoài trời. Những cái không gian làm giá phơi khá là đơn giản thôi. Đấy, vậy thì liên quan đến vấn đề đó là chuẩn bị mặt bằng. Khi mà lắp đặt một hệ thống thiết bị giặt giấy công nghiệp thì anh chị cần chuẩn bị những yêu cầu yếu tố gì? Đầu tiên đúng là sử dụng được một hệ thống giặt giấy công nghiệp thì chúng ta cần phải sử dụng nguồn điện 3 pha. Đây là nguồn điện 3 pha này. Đấy, chúng ta cần phải đăng ký giấy phép kinh doanh. Chúng ta cần phải kéo điện về chuẩn bị để cho đơn vị đến lắp đặt. Thứ hai nữa là chuẩn bị hệ thống nguồn cấp nước. Nguồn cấp nước anh chị nhé. Nguồn cấp nước thì chúng ta có thể để đầu chờ đường ống phi 34 hoặc phi 27. Nhưng mà theo em đó là để đáp ứng cái chất lượng đó là cái hạn chế cái thời gian cấp nước nhanh cho một mẻ giặt thì nên để đường ống to một chút, đường ống 34. Và đằng sau máy là có kết nối thêm một cái máy bơm tăng áp để giúp đó là đẩy cái lưu lượng vào máy nó nhanh hơn để tiết kiệm cái thời gian. Và tiếp theo là hệ thống đường thoát nước, anh chị có thể thấy này.
Hệ thống đường thoát nước này thì sẽ để đường ống phi 90. Phi 90 anh chị nhá. Và đường ống của máy đó là phi 75. Đấy, và kết nối ra hệ thống đường thoát của hơi máy sấy này. Đấy, cơ bản. Còn về hệ thống cái mặt nền thì có thể là láng phẳng anh chị nhá. Anh chị có thể là đôn đổ bệ lên kích thước tầm khoảng là từ 1m8, rộng 1m8 và dài tầm khoảng 2m rưỡi. Đấy, dư ra một chút thì chúng ta đôn lên như thế thì nó sẽ đẹp hơn. Và với hệ thống này đó là máy giặt chân mềm, thế hoàn toàn có thể là đặt trực tiếp lên bề mặt phẳng mà chúng ta không cần phải đổ bệ anh chị nhé. Vừa rồi thì mình vừa chia sẻ giới thiệu tới mọi người một cái không gian mô hình tiệm giặt sấy công nghiệp đầu tư tại những cái vùng quê thôi. Vậy thì chi tiết nếu như anh chị quan tâm đang muốn tìm hiểu những cái dòng máy hoặc là mô hình kinh doanh như này, hoặc là cách phát triển thị trường về mô hình giặt này, thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline của mình. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem và ủng hộ video của mình. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.